Quay mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Đây mình quay ra đồng gặp con Maxi Wilson 690. Quay chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem. Tài xế đang cào đất. Cho quay. Bánh sau của nó là 18.430. Tài xế có vừa chạy vừa giữ con nữa. Hai cầu. Đây. MF Wilson 690. Hôm nay chủ nhật giữ cháu luôn hả? Cái này hàng vô cho nó nặng. Mấy chiếc kia thấy dần đá rồi. Vỏ trước của nó 11 28. Wilson 690 mới gặp 290 290 không, cái này 690. Chào giờ ban. Gió này 18.430 dập lớp sau á. Vẫn cố gắng ghi hình. Quá bụi, quá bụi. Mịt mù.
luôn. Mịt mù luôn, cô chú anh chị các bạn ơi. Wow, đó, ráng ghi hình lại cho cô chú anh chị các bạn xem. Đã thấy con này là 2635 Incursion, cũng không thay tả luôn. Bốn mái hai cầu, đây em yêu đang bò tới. Wow, nó cũng xong luôn rồi. Oh, no, no, no.